Ê ê ê, phải cãi cà khịa xong mình không? Không phải đâu mày ơi, người giống người thôi. Ai cà khịa đó? Mày không bao giờ nghe tao hết luôn á. Đúng rồi. Mày tính tao đi, tao hay coi top top của Khải lắm. Thôi để người ta im đi. Lần này nữa thôi. Người giống người thôi. À bạn ơi, em xin lỗi anh ạ, em xin lỗi anh. Bạn ơi, bạn cho mình xin. Đúng rồi mà. Đâu? Tình giống như sông biển, tao mời đại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương anh. Ngại này đâu chứng minh được gì đâu, ai nhảy cũng được mà. Tao nói kìa. Thôi mày về giùm tao đi. Đúng rồi mà trời. Quán quán em có bé cà phê đen và cà phê đá. Em có cái đội răng má, có trà đá trà sữa đường đen. Nếu mà anh thích bông gel thì em mời anh bố nước mắt. Ủa, bạn đang cố gắng chứng minh điều gì vậy? Thì mọi người đang không tin em là Khải cà khịa à? Bọn mình chỉ muốn xin yên tư cái áo dài thôi mà. Ha ha ha.